Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thứ sáu cuối tuần ngày 28 tháng 8. Mình chia sẻ một cái video có chủ đề là khi tham gia đầu tư chứng khoán thì chúng ta cần nhất điều gì. Thực ra mấy hôm nay thì mình cũng khá bận mình không không làm video clip cập nhật được. Đó và hôm nay thì có đọc được một cái bài báo ở trên Vietstock của tác giả Thế Phong nói về cái việc mà cái cuộc chiến giữa F0 và FN. Nó cũng có một số ý khá là hay trong cái đó. Thì thì chúng ta thấy rằng vậy thì để tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán thì chúng ta cần nhất điều gì cái này quá trình uh, cá nhân tôi tham gia đầu tư cũng như là quá trình mà đang hỗ trợ cho khá nhiều các anh chị chúng ta đầu tư vào thị trường à, thì có thể là rút ra có thể là những thứ mà tôi sắp chia sẻ thì nó khá là ngắn gọn khá là quan trọng xúc tích thôi chứ nó không phải là đó là những thứ cốt yếu nhất không phải đó là những cái thứ mà mà duy nhất trên thị trường à, nó tất nhiên nó còn nhiều yếu tố khác nữa nó có thể thiếu có thể đủ à, và với từng người thì nó là À, có thể đủ hoặc là thể thiếu thì chúng ta cân nhắc và chúng ta theo dõi thêm đó có thể là những thứ tôi chia sẻ thì à, nó đúng với các bạn nhưng mà cũng có một số điều thì nó không đúng thì chúng ta có thể là cân nhắc và chúng ta theo dõi để xem là nó có phù hợp hay không và chúng ta à, có nằm trong cái số đó hay không và điều những điều tôi chia sẻ nó có thực sự cần thiết hay không để mà chúng ta có thể tham gia tham gia đầu tư được mà hay nói đúng hơn là theo tôi hay nói là để mà tồn tại được trên thị trường chứng khoán À, nó cần thiết như vậy à, tất cả những thông tin mình tổng hợp để mình chia sẻ nó là quan điểm cá nhân để mọi người tham khảo không phải là lời khuyên hay là khuyến nghị đầu tư Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ là cần nhất điều gì à, đây là điều cần nhất thôi còn tất nhiên là nó không phải là duy nhất và nó còn có những thứ khác nữa để mà chúng ta cùng chia sẻ trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng trên trên thế giới hiện tại đúng không có rất nhiều các cái gần như là quốc gia nào nó cũng có thị trường chứng khoán hay nói đúng hơn là gần như ai trong chúng ta từ ngày xưa đến giờ là chúng ta đều phải đầu tư đúng không ạ và rõ ràng là gì không có một cái ngành nào không cái bất kể một cái ngành nghề nào đặc biệt là ngành chứng khoán nó rất là kỳ lạ đúng không ạ những cái gọi là có thể là những người giỏi nhất trên thế giới này những người thông minh nhất những người tốt nhất những người mà chuyên gia này nọ thì cũng vẫn thua như thường vẫn phá sản như thường nhưng mà cũng có những người thì rất bình dị rất bình thường nhưng mà rồi có thể là người ta lại là người chiến thắng đó thì nói đúng hơn là chúng ta cũng chưa thể biết trước được điều gì khi mà chúng ta tham gia thị trường, đúng không ạ? Chứ khi mà chúng ta tham gia đầu tư chứng khoán. Chứ chúng ta cũng không có thể nào nghĩ rằng thị trường chứng khoán nó nó toàn là màu hồng, nó toàn là tốt đẹp lắm. Mấy nay chúng ta cũng đọc là rất nhiều nhà đầu tư mới tham gia thị trường chứng khoán, có thể là vì dịch bệnh, vì này kia. Rồi không chỉ ở Việt Nam đâu, cả ở Mỹ. Ở Mỹ trước đây cái lượng mà tài khoản nhà đầu tư cá nhân nó rất ít thôi, bây giờ nó tăng lên khá nhiều rồi. Đó rồi ở Trung Quốc đúng không ạ, lượng nhà đầu tư F0, những nhà đầu tư mà bình thường họ làm những công việc khác. Đúng không ạ? Đôi khi là chúng ta cũng chẳng phân biệt đâu là F0, đâu là FN đâu. Đó nhưng mà rõ ràng công việc họ là khác nhưng mà rồi tình hình dịch bệnh rồi mọi thứ nó đẩy họ đến cái thị trường này, họ tham gia vào thị trường chứng khoán. Nhưng đôi lúc là gì? Họ không biết họ đang ở đâu, không biết họ đang làm gì. Và đôi lúc là họ gì? Họ vô um, đúng cái thời điểm tôi nói là vô đúng thời điểm mà chúng ta hay gọi là mua cái con gì cũng ăn. Mua mã nào cũng lời, mua được là lời không cần quan tâm nó là cái gì hết giống như hôm trước thị trường như khoán Trung Quốc đúng không ạ chúng ta thấy là thị trường cứ mua vô là ăn thì dẫn đến nó, nó quấn theo nó kéo theo một cái là chúng ta tham gia vào thị trường với một cái cách là thấy người ta làm được là mình làm thấy người ta có ăn là mình nhảy vô chứ mình cũng chẳng biết gì thấy người ta mua mình cũng mua tức là chúng ta bị quấn theo và cái tranh mua cho bằng được đó thì cũng có thể là nó nó gọi là cho chúng ta có thể ăn được ăn sổi ở thì đúng không ạ à, mua vô có thể là vài ngày sau chúng ta đã lãi rồi đó nhưng mà cái độ bền cái độ gọi là tồn tại hay là gói đúng hơn là cái thuật ngữ đầu tư chính thống thì nó không đúng các bạn có thể nhảy vô một hai lần một hai một tuần 10 ngày gì đó là chúng ta nhảy ra chúng ta ăn thì chắc chắn là đúng rồi nhưng mà đó nó gọi là đầu tư thì chúng ta chỉ cần thời gian đúng không ai là người tồn tại lâu nhất thì mình những chứng khoán gì đó mới gọi là đầu tư và đó mới là người thành công đó thì thì chúng ta để nói mà thuật ngữ đầu tư á, thì tôi tôi nói cái ý đó để chúng ta biết rằng không phải là cứ bảo là ờ ừ, tôi nhảy vô tôi mua cái là à, tôi lời rồi ví dụ vậy mua một mã cái nó tăng trần ba phiên hết ta thoát ra rồi bắt đầu là ba phiên là chúng ta được 20 đúng không ví dụ vậy chúng ta thoát ra chúng ta đi khoe với thiên hạ là người tao đầu tư chứng khoán là uh, lãi suất 20 một tuần vẫn đúng đúng không ạ lợi lợi nhuận 20 phần tuần nó cũng có okay kể để, để im cái lệnh đó xong rồi đi tháng sau gặp thằng khác bảo tao đầu tư lợi nhuận 20 một tháng đó rồi đến hết tháng 3 tháng sau gặp thằng bạn bảo tao đầu tư chứng khoán lãi 20 một quý cái đến rồi cuối năm đến gặp thằng nào đó bảo cho tao đầu tư chứng khoán lời 20% một năm bằng Warren luôn đúng không ạ đấy thì cái, cái đấy là cái câu chuyện chúng ta gì là chỉ nhất thời thôi còn cái quan trọng là gì cái 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 tỷ suất cái tỷ suất lợi nhuận cái xác suất mà chúng ta thành công nó là bao nhiêu lần đúng không ạ giống như ai đó nói về cái vấn đề về kinh nghiệm đúng không chúng ta nói chúng ta có kinh nghiệm 20 năm nhưng với thị trường chứng khoán đôi khi cái kinh nghiệm 20 năm đó của chúng ta là gì là một cái phương pháp là một cái cách thức đầu tư nó được lặp đi lặp lại 20 năm chứ chẳng phải kinh nghiệm người ta có 20 năm trên thị trường đúng không ạ đấy thì cái ý mà tôi muốn chia sẻ như vậy để chúng ta hiểu cái chữ đầu tư là gì chứ đó, đặc biệt là đầu tư chứng khoán à, chứ không phải chúng ta cứ nói nhảy vô mua cái này nó ăn xong rồi thoát ra rồi đi bô bô khoe với thiên hạ rằng mình là là hay mình là tốt đúng không ạ đó vậy thì tham gia đầu tư chứng khoán cần nhất điều gì ở đây tôi chỉ chia sẻ hai điều và hai cái điều này chúng ta cũng thấy là khá là quan trọng và khá là đúng À, cũng nhân cái bài này thì tôi cũng chia sẻ thêm những cái ý đó nó có thể trùng ý hoặc là à, một số ý khác nữa thì chúng ta cùng theo dõi thêm thì à, đầu tư chứng khoán cái điều cần nhất là gì kinh nghiệm thực tiễn hay nói đúng hơn là cái thực chiến và cái trải nghiệm cái yếu tố này cực kỳ quan trọng à, tôi nói cái yếu tố này bởi vì sao bởi vì đấy giống như chúng ta tham gia chỉ có một lần chúng ta đặt lệnh một cái chúng ta ăn luôn thì chúng ta có thể đi khoe với thiên hạ được như vậy, giống như nói nãy tôi nói cái cách mà chúng ta đi khoe đúng không ạ? Nhưng mà gì? Cái kinh nghiệm thực tế chúng ta không có. Và cái độ thực chiến hàng ngày chúng ta không có. Đúng không? Thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có trải nghiệm. Tôi nói là không có trải nghiệm sẽ không có kinh nghiệm. Đúng không? Không có thực tiễn cũng không có kinh nghiệm. Cái đó là cái rất đúng. Thì gì ở trên thị trường chúng ta hiện nay cũng có rất nhiều các cái trường hợp như vậy. Đúng không ạ? Thậm chí là có những người phải đi học các anh chị đây là một cái sự đi học thì tôi không có phản đối cái gì cả nhưng mà cái đấy là cái sự cầu thị của chúng ta nhưng mà rồi chính chúng ta đi học rồi thậm chí là gì có những người có đọc rất nhiều sách học rất nhiều các loại lớp học nhưng vẫn không thể nào mà tham gia thị trường được vẫn không thể nào kiếm được tiền từ thị trường thậm chí là cứ vô tới đâu chết tới đó đúng không ạ hay nói đúng hơn là gì ở đây chúng ta có thêm một vấn đề nữa là gì không phải cứ iq cao là thắng trên thị trường chứng khoán nó một cái rất là hay như vậy à, chúng ta biết ở trong cái một cái cái câu chuyện mà không biết phải đúng hay không người ta nói là isaac newton đúng không ông ấy nói về newton thì chắc là chúng ta đây ai cũng biết rồi đó, rất nổi tiếng nhà vật lý học thiên văn học triết học toán học cái gì cũng vậy thuộc dạng cao thủ rồi đúng không ạ rất nổi tiếng luôn đó, nhưng mà ông đầu tư toàn thua thua banh talon luôn đó thời điểm của ông là ông thua phải mất hình như 85.000 đô thì phải một số tiền khá lớn thời điểm đó đúng không đấy gọi là thiên tài của 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 nhân loại luôn nếu mà đầu tư chứng khoán vẫn thua đến nỗi mà ông ấy từng thốt lên đến lúc mà ông ấy lỗ hơn gọi là lỗ lỗ nhiều quá ông ngưng ông không chơi ông bảo rồi tôi có thể tính được chuyển động của các thiên thể nhưng mà không thể đo được sự điên rồ của con người đó đó là một cái mà để cho chúng ta uh, chia sẻ với nhau là không phải chúng ta cứ thông minh là chúng ta ăn à thì cái yếu tố thực tiễn, cái yếu tố trải nghiệm nó cũng nằm đấy chứ mà chúng ta cứ đẻ ra cái iq của chúng ta cao như là newton như là mấy ông khác là chúng ta sẽ sẽ, sẽ giàu không phải vậy đúng không ạ rồi gì chúng ta thấy rất nhiều các cái chuyên gia mà có những người thậm chí tôi nói là đạt giải nobel về kinh tế luôn đúng không mà tham gia vào đầu tư chứng khoán cũng thua thua tan nát luôn đấy nó không phải là là chúng ta thấy là không phải các ông này không có kiến thức không có gì đúng không các ông rất giỏi đó nhưng mà tại sao tham gia vẫn thua chúng ta đang nghiên cứu và chúng ta phải tìm hiểu một cái thực tế là như vậy. Đúng không ạ? Rồi chúng ta thấy là ừ. khi mà chúng ta thấy trong cái quá trình chúng ta đầu tư đôi khi cái cái sự tư duy, cái sự thông minh của chúng ta nó không đủ. Vậy đôi khi chính là cái yếu tố về cảm xúc nó chi phối. Đúng không ạ? Thậm chí là chúng ta thấy là à, các chuyên gia hàng đầu trên thị trường đúng không ạ? Vẫn thua tức là những chuyên gia về kinh tế đó chúng ta thấy là vẫn thua bình thường học hàm học vị này kia rồi nói thẳng là sách vở đọc không biết bao nhiêu rồi chức vụ này chức vụ nọ đúng không ạ đấy nói chung là vẫn tham gia vô vẫn cứ cháy khét lẹt thôi đó thì đôi khi là chúng ta phụ thuộc vào cái cảm xúc của chúng ta nó cũng khá nhiều mà cái cảm xúc này thì cảm xúc nó chỉ có được bằng cái trải nghiệm thôi còn tôi nói rồi có nhiều anh chị là bỏ thêm mở tài khoản demo đánh chơi nó thực sự anh chị đánh demo là tôi vẫn hay nói vui mọi người đánh demo thắng trăm phần trăm mà vô đánh thật là thua thua hoàn toàn luôn nó là vậy bởi vì vậy, chúng ta trải nghiệm bằng cái, cái 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 tài khoản demo nó không phải là tiền của chúng ta chúng ta không biết là cái lời lỗ nó như thế nào chúng ta không biết sót tiền nó như thế nào thì chắc chắn chúng ta sẽ không có cảm xúc đúng không ạ rồi đôi khi là gì chúng ta có một cái tư duy oh, ô có phải tiền của mình đâu cứ đánh đại đi đấy đấy là có một cái dạng gọi là không cảm xúc đấy vào lệnh không có cảm xúc đấy nhưng mà chính cái không cảm xúc nó có khi lại ăn nhưng mà đến lúc mà chúng ta có tiền thật bắt đầu chúng ta lo lắng, chúng ta hồi hộp vào một cái lệnh rồi thậm chí đêm không dám ngủ chỉ mong trời sáng xem nó tăng hay nó cổ phiếu mình nó tăng hay nó giảm. Thực tế là như vậy, đúng không ạ? Thì đấy đấy là những cái mà trong quá trình chúng ta trải nghiệm, chúng ta phải tham gia vào cái thực tế của cuộc sống thì thì chúng ta mới biết được rồi gì nữa. Không phải chúng ta cứ có kiến thức nhiều là chúng ta sẽ ăn. Đúng không ạ? Cho nên là chúng ta cứ theo tôi nghĩ là gì? À, tôi hay nói với mọi người là, là thôi chúng ta muốn tham gia, muốn tìm hiểu về thị trường chứng khoán, tất nhiên là phải học rồi. Tôi tôi đây tôi không nói cái việc mà chúng ta không học nhá. Nhưng mà gì chứ không phải chúng ta đọc hết mọi cuốn sách trên thị trường. Có nhiều bạn cứ nhắn vào anh thôi đầu tư chứng khoán đọc sách gì anh liệt kê cho em một loạt các sách anh đã đọc đi rồi rồi để em em mua về em nghiên cứu rồi em tham gia đầu tư. À, cái đấy nó cũng không 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 phải là không nên đọc nhưng mà chắc chắn là nó nó không không đóng góp vào cái cái thành công của chúng ta rồi gì nó có những người đi học hết khóa học này nó khóa học kia học triền miên luôn tôi nó bỏ ra mấy năm trời đi học luôn rồi về vẫn cứ thua thua xong lại đi học đi học xong lại thua cứ vậy miệt mài triền miên như vậy mà vẫn cứ thua đó thì chúng ta thấy rõ ràng là không phải đây cũng giống như tôi nói rồi các các vị kia IQ rất cao chuyên gia có bằng ừ, tiến sĩ giáo sư gì đó mà đánh chứng vẫn thua và có có một ông gì một ông gì mà gọi là mắc mắc tên mắc tên đấy Đúng không? Có những câu nói rất là bất thủ và ông thua lỗ 150.000 đô vào khoảng năm 1880. Và ông biết rằng lúc này ông phải bán sách đi để mà ông lấy tiền, ông cứu tài khoản của ông khỏi cháy. Đấy. Đấy là một cái giai thoại thôi. Không biết là như thế nào nhưng mà thực tế là chúng ta thấy rõ ràng là gì? Không phải là cứ giỏi, cứ có nhiều nhiều tiền, có nhiều kiến thức là chúng ta sẽ ăn được ở thị trường chứng khoán. Đúng không ạ? Đó. Thì cái chính nhất trên thị trường chứng khoán vẫn là kinh nghiệm. Và gì? Chính vì cái yếu tố kinh nghiệm thì chúng ta mới thấy rằng trên thị trường chứng khoán không có thần đồng câu này khá là hay ha, tôi đọc được một câu này tôi khá là hay bởi vì chúng ta thấy rằng chúng ta hay gặp được cái thuật ngữ thần đồng ở tất cả các lĩnh vực lĩnh vực nào cũng có thần đồng thần đồng toán học ha, năm ba tuổi làm tính toán như pháp sư luôn đúng không rồi thần đồng bóng đá rồi thần đồng về ngoại ngữ ôi chao cái thứ gì cũng có thần đồng ấy thần đồng về tin học À, mấy tuổi là hack sập website của FBI chẳng hạn ví dụ vậy. Mình nói vui vui vậy thôi nhưng mà rồi lĩnh vực nào cũng có thần đồng. Nhưng mà từ xưa đến giờ chúng ta chưa bao giờ thấy có thần đồng chứng khoán cả. Đúng ạ, Cái này anh chị thấy một ý rất là hay. Đó. Và và thực sự là để mà một người một con một người mà có thể tham gia đầu tư được trên thị trường chứng khoán, chúng ta cần rất nhiều thời gian. Thời gian để gì? Để tích lũy kiến thức, tích lũy kinh nghiệm đúng không? Và được gì? quản trị cái cảm xúc của chúng ta Chứ không phải chúng ta cứ nói một đứa trẻ 5-7 tuổi gì mà đã là thần đồng chứng khoán Tức Kể cả như ngày xưa người ta bảo Warren đầu tư từ lúc 14-15 tuổi Lúc đấy có ai gọi ông là thần đồng đâu Mặc dù vẫn có thể đầu tư vẫn thắng Đúng không Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng thắng Vẫn thua tan nát đấy chứ nó và lúc ông ấy gọi là thần đồng Thần đồng tức là những người mà nhỏ hơn 18 tuổi đúng không? Trước lúc ông 18 tuổi có ai biết ông là ai không? Tôi nói kể cả Warren lúc ông ấy 4-50 tuổi cũng chẳng ai biết ông là là ông ông nào cả đó thì, thì chúng ta thấy rõ ràng là gì đây một cái thị trường cái yếu tố khắc nghiệt rất là lớn và đặc biệt là yếu tố về kinh nghiệm đúng không ạ cái 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 sự bình tĩnh cái cái khả năng quản trị cảm xúc của chúng ta trong trong mỗi lần chúng ta ra vào lệnh rồi chúng ta nắm giữ cổ phiếu như thế nào rồi khi thị trường nó tăng thì sao khi thị trường nó giảm thì sao những cái biến động của thị trường nó hàng ngày đó nó gọi là như là những cơn sóng đó thì chúng ta phải xử lý như thế nào đúng không không, không thể nào một đứa trẻ mới vô mà cứ bảo là nhắm mắt mua đại cũng ăn cái đấy đấy không, đấy không gọi là đầu tư Đúng không? Cái đấy gọi là may mắn thôi, vô nhập đại có khi ăn, bảo nó là thần đồng, không có đâu. Các bạn cứ nói thẳng là cứ liên quan đến tiền thì cứ đánh vào tài chính thử xem, đụng đến tiền của các bạn thôi. Thua thì em vào lệnh mà thua thử xem. Cái cái tư duy nó còn minh mẫn hay không, cái cái đầu óc nó còn tỉnh táo hay không. Đúng không? Thì chắc chắn chúng ta phải cần một thứ đó là trải nghiệm. Các bạn phải có trải nghiệm các bạn mới gì? À các bạn mới mới có thể là bình tĩnh được. Đôi khi thị trường nó đang xanh bát ngát rồi đó, có tin gì ra nó giật cái pặc đỏ ngầu luôn thậm chí nằm sàn hàng loạt thế thì lúc này nó phải xử lý sao vò đầu bứt tai được cái gì đâu thì cũng phải bình tĩnh thôi đúng không bình tĩnh mà xử lý thôi đó, cho nên là chúng ta cứ phải tôi nói rồi chúng ta phải trải qua rất nhiều cái cuộc tăng giảm của thị trường rồi thì chúng ta mới có thể là bình tĩnh và chúng ta đón nhận nó đó thôi chứ còn nếu không là tôi nói là có nhiều bạn là mới tham gia thị trường mà trời ơi, sao em mua cổ phiếu mới mua được một tuần mà lỗ năm bảy rồi đỏ hết rồi em thua cả chục triệu rồi anh ơi giờ làm sao đây ủa thì làm sao là làm sao đúng không cái đó đấy là cái cảm xúc đấy nếu chúng ta đang lo lắng là chúng ta đang lo sợ đó đó thì những cái yếu tố như vậy thì tôi chia sẻ thêm để cho chúng ta hình dung là trong tham gia trong quá trình chúng ta đầu tư chứng khoán cái cần thiết nhất của chúng ta vẫn là cái kinh nghiệm thực tiễn thực chiến và cái trải nghiệm đừng có cứ mà demo đừng có mà cứ ngồi gọi là sao gọi là đi cứ đi học đọc sách rồi này kia cứ ngồi ở trong phòng lạnh mà mà nghĩ là chúng ta đầu tư được thì theo tôi nghĩ là không khó đâu tôi nói thật sự là không có hại đâu nha các anh chị cứ cố gắng tham gia trải nghiệm có thắng có thua thắng nhiều thì cũng sẽ thua nhiều mà thua nhiều rồi thì cũng sẽ có kinh nghiệm cũng sẽ có bài học thì chúng ta mới rút ra được chứ còn ngồi các anh chị tôi nói thật chỉ thậm chí nhiều bạn bảo cho em xem clip của anh thì có những lúc hiểu nhưng mà có lúc chẳng hiểu gì cả đó thì bởi vì các bạn không có thực tiễn đúng không các bạn không từng trải qua cái đó thì thì các bạn sẽ không hình dung nó như thế nào và đôi khi là gì các bạn xem xong các bạn không nhớ các bạn hình dung ạ chúng ta không có trải nghiệm chúng ta sẽ không có không có cái gì nó lưu lại trong đầu chúng ta chúng ta sẽ rất nhanh quên nó là rất nhanh quên đúng không đến lúc có chính có những cái câu chuyện có chính cái lúc chúng ta gặp lại những cái việc tương tự như vậy nhưng mà chúng ta không hình dung nó là cái gì bởi vì nó không có gì động lại trong đầu chúng ta cả bởi vì chúng ta không có trải nghiệm đó đấy thì thì cái yếu tố đầu tiên và muôn đời nó là như vậy chúng ta vẫn phải trân trọng kinh nghiệm trân trọng cái sự trải nghiệm của những người đi trước cho nên tôi nói rồi nhiều khi tôi nói cái cái câu này khá là vui nhưng mà các anh chị cứ cứ hình dung mà xem tôi nói các anh chị cứ đi học chỗ này học chỗ nọ hoặc đọc sách này đọc sách kia thì thay vì vậy chúng ta gặp những người có kiến thức những người có kinh nghiệm và chúng ta nói chuyện với họ một buổi thôi nó ra tí tỉ thứ luôn chúng ta biết được nhiều thứ hay ho hơn rất là nhiều và tôi nói thậm chí là nó nó sẽ nhanh hơn Ê, cái quan trọng là người ta chịu nói cho chúng ta nha người ta chịu chia sẻ lại cái trải nghiệm của chúng ta đúng không ạ đôi khi là một buổi nói chuyện thôi mà nó trải dài cái quá trình người ta chinh chiến bao nhiêu năm đúng không đôi khi chúng ta thấy bây giờ hay hay gặp lại các cựu chiến binh này kia mà mà nghe các cụ kể chuyện thì thì đã rồi thì thích rồi đúng không nhưng mà chúng ta cũng chẳng hình dung là cái chiến tranh nó, nó ác nghiệt như thế nào chúng ta chỉ nghe thế thôi thấy thích vậy thôi chứ gặp có khi chạy mất dép ấy, đúng không đó thì, thì nhưng mà rồi người ta là gì nếu những người mà người ta đủ kiến thức đủ chuyên môn người ta sẽ chia sẻ chúng ta cách rất là nhiệt tình đúng không đó là chúng ta sẽ nhanh hiểu chúng ta sẽ nhanh biết hơn đấy nó gọi là đứng trên vai những người khổng lồ thì chúng ta phải biết tận dụng thì chúng ta học được từ những cái 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 thực tế của họ họ chia sẻ lại. Thì sau này nếu chúng ta gặp phải chúng ta cũng phải trải nghiệm chúng ta mới biết. Chứ còn nếu người ta nói không chúng ta nghe xong chúng ta cũng không nhớ đâu, chúng ta cũng sẽ không biết. À, đó là cái yếu tố đầu tiên là cái kinh nghiệm thực tiễn và cái cái trải nghiệm của chúng ta trong quá trình mà chúng ta tham gia đầu tư. Cái yếu tố tiếp theo mà tôi chia sẻ mọi người đó là cái gì? Yếu tố phải kiên nhẫn. Hôm trước thì tôi cũng có một cái video clip trong trong kênh của chúng tôi là những chữ ca trong đầu tư chứng khoán đúng không? Cái này anh chị nào chưa xem clip đó thì chúng ta xem lại. Thì ở đây nó cũng là những cái chữ ca thôi, kinh nghiệm, kiên nhẫn, kiên trì, kỷ luật thì chúng ta mới thành công được. Và dẫn lại cái ý hồi nãy tôi nói là giống như Warren đúng không? Ông ta đầu tư miệt mài từ lúc 14 tuổi đến lúc ông ấy 56 tuổi, ông mới thành tỷ phú thì các bạn đếm thử xem mất bao nhiêu năm. Đấy, không cần nói về thành công hay không thành công và hàng 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 triệu tôi nói hàng triệu hàng triệu người cũng đầu tư như ông ấy cũng có thể bắt đầu từ năm 14 15 tuổi giống như chứng khoán chúng ta là sắp tới là cho 15 tuổi là có quyền mở tài khoản chứng khoán rồi. Đó thì hãy thử đầu tư như ông. Ấy. Cái quan trọng là gì? Có ông nào có kiên trì đến cái lúc mà chúng ta thành triệu phú thành tỷ phú hay không? Hay là gì 15 tuổi mở cái tài khoản chứng khoán ra mẹ cho 10 triệu anh chứng khoán 3 ngày thua banh talong nghỉ chơi luôn, rút ra nghỉ thị trường chứng khoán là lừa đảo, thị trường chứng khoán là cờ bạc thị trường chứng khoán là hút máu thị trường chứng khoán là đội lái này kia đấy và chính chúng ta bây giờ cũng vậy tôi nói không chỉ là những những đứa trẻ 15 16 tuổi mà chính những người thậm chí rất lớn tuổi rồi vẫn coi thị trường chứng khoán là như vậy hay là gì hay là thị trường chứng khoán dễ chơi lắm thấy thằng bên cạnh chẳng biết gì tự nhiên nó cũng từ bé lớn toàn lái xe tải không có biết quái gì chứng khoán đâu tự nhiên này đi mua cổ phiếu thấy lời mấy chục triệu thích quá cũng nhảy vô chơi đấy thì cái đấy là cái cái, cái cách suy nghĩ và cái cách tư duy của chúng ta thì tôi nói thật sự là gì chúng ta có thể nhảy vào nhảy ra như vậy hay gọi là chúng ta chê f0 thì cũng là họ mới tham gia chúng ta có quyền không không được quyền chê họ chính có thể là những người f0 này hay là gì đôi khi là qua quá trình thời gian người ta đầu tư có thể người ta lại là thành một nhà đầu tư chính hiệu đúng không ạ? tôi nói thật chính tôi như ngày xưa kể cả những cái ngành nghề mà tôi học và chính những cái công việc mà tôi làm cũng chẳng ai nghĩ tôi trở thành nhà đầu tư không cái đấy là một cái thực tế rất đúng luôn các bạn không ai nghĩ và không ai hình dung ra kể cả anh em bạn bè kể cả những người trong gia đình nhưng mà chúng ta vẫn kiên trì chúng ta bám đuổi à, và chúng ta gì đôi lúc tôi nói gì chúng ta xác lập đây là cái cái công việc chính của chúng ta đây là cái sự đam mê của chúng ta thì chúng ta theo thôi còn nếu không thì có những có những người gì tham gia được một tháng hai tháng là bỏ rồi kể cả những người bạn của tôi có những người tôi rủ tham gia thì chỉ khi được một tháng hai tháng gì đấy cũng có thể thắng cũng có thể thua nhưng mà đôi khi họ bỏ họ là họ căng thẳng quá họ không không dám chơi không dám tham, tham tham gia nữa à, còn có những người thì thua lỗ xong rồi nghỉ Cũng có những người lãi nhưng mà vẫn cứ nghỉ Đấy thì chúng ta mới thấy là cái sự kiên nhẫn, sự kiên trì nó quan trọng như thế nào. Rồi cái yếu tố về kỷ luật nữa, đúng không ạ? Ở đây chúng ta còn thêm một số ý nữa. Yếu tố về cái sự khiêm tốn của chúng ta cũng lại là một chữ K nữa. Đúng không ạ? Có thể là chúng ta may mắn chúng ta được ai đó chỉ dạy cho ha, những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức, chúng ta có thể đánh tốt, chúng ta có thể đầu tư một quá trình 5 3 năm gì đó chúng ta kiếm được một số tiền khá khá. Nhưng chúng ta cũng không được thể nào mà chúng ta đi các nhóm đi các diễn đàn mà chúng ta bô bô chúng ta khoe chúng ta nói thế này thế kia đúng không chúng ta thể hiện chúng ta tinh vi lắm rồi bắt đầu bắt đầu là gì tôi nói cái này anh chị đừng giận nha nhưng mà thực tế là cũng có những người bị là gì chúng ta nghĩ là chúng ta là thiên tài về cái thị trường này bắt đầu là gì lập nhóm rồi thu phí rồi phím tín hiệu rồi gì nữa mở lớp dạy theo tôi nghĩ mấy cái đó có vẻ là không nên hoặc là gì tôi nói nếu giỏi nên anh chị dạy được dạy miễn phí cho người ta À, thì cái thị trường nó mới hay lên được một cuộc chơi nó cân bằng và nó công bằng. Tôi nói cân bằng và công bằng. Khi mà mọi cái thành phần tham gia nó phải là có kiến thức như nhau thì đó mới gọi là công bằng. Thế còn một người F0 người ta không biết gì trong khi một ông mấy chục năm kinh nghiệm rồi, bảo thi đấu với nhau thì biết chắc ai thắng ai thua rồi. Đúng không ạ? Thì đó, cũng giống như chúng ta trên cả một cái thị trường chung như thế này, rất nhiều nhà đầu tư mới tại sao không có những cái kênh, không có những cái cách thức mà chúng ta chia sẻ cho người ta để người ta hiểu để người ta tham gia nó an toàn nó hiệu quả hơn mà tôi nói hay đỡ bị người khác lừa mất cái đồng tiền của mình lừa mất cái đồng tiền xương máu của mình rất nhiều tôi hàng ngày tôi gặp rất nhiều các anh chị là suốt ngày gọi bị mời đầu tư cái kênh này đầu tư kênh kia tôi nói là mạo danh đầu tư hết chả có cái quái gì mà thực tế mà ngon lành như thế cả anh chị hình dung một câu chuyện như vậy không ạ rất đau lòng luôn đấy cho nên là chúng ta tại sao tại sao các anh chị có thời gian có đủ điều kiện các anh chị mở lớp thu phí làm gì dạy cho người ta để người ta biết để người ta tránh đi được cả xã hội nó tốt lên mọi thứ nó công bằng lên nó đẹp lên thì khi cái thị trường nó hay lên đúng rồi chính chúng ta cũng được nâng cao cái trình độ của chúng ta nữa chứ còn chúng ta giờ chúng ta giỏi rồi chúng ta cứ đi ăn tiền người ta ăn tiền từ cái phím lệnh rồi ăn tiền từ cái gì ăn tiền từ mở lớp dạy rồi ăn tiền từ cái ý này ý kia thậm chí ăn tiền của những người không biết gì bảo tụi mày mua đi rồi tao bán ra vớ vẩn không rồi cuối cùng là người ta lại quay cái thị trường của ta nó ra cái gì Đúng ạ. Rồi cuối cùng là nếu chúng ta là một người giỏi thực sự thì chúng ta cần là gì? Những cái người phía sau mình nó phải giỏi hơn nữa để nó đôn mình lên thì mình mới chạy nhanh được, mình mới giỏi thêm được. Chứ còn cuối cùng chúng ta cứ chễm chệ trên cái ngôi vương chúng ta độc tôn ở trên đấy thì chả có ai chờ chúng ta cả. Đúng không ạ. Đôi khi trader là cô độc, thật những người giỏi là thường là những người cô độc. Đó thì chúng ta phải cần sự đồng thuận, đúng không? Đông lên, cứ đi dạy đi chia sẻ hết cho mọi người để ai cũng biết. Ai cũng biết thì lái làm sao làm ăn gì được. Rồi làm sao những cái thằng lừa nó lừa được chúng ta? Đúng không ạ? Đây đấy là cái này tôi chia sẻ thêm cái ý này thôi. Nên chúng ta khiêm tốn một chút xíu cũng không cần là phải bô bô, không cần phải thế này thế kia. Thậm chí tôi nói gì? Khi mà chúng ta giàu có hay chúng ta giỏi, chúng ta bước ra đường không ai biết chúng ta giàu. Đó mới là giàu thực sự. À, chứ còn mấy cái trưởng giả hoặc là mấy chọc phú thì thôi, cũng không không cần quan tâm, chúng ta không không nên uh, chạm vào những cái yếu tố đó Ha tôi nói thật đấy là những yếu tố không có thể là cái quan điểm của tôi nó khác một số người hoặc là những anh chị nào nghe mà thấy nó nó không đúng với anh chị thì anh chị cũng hết sức thông cảm ha. mà tôi là như thế ha à, thì tôi chia sẻ để cho chúng ta hình dung thêm rồi cái yếu tố gì nữa trong quá trình đầu tư chúng ta phải thận trọng yếu tố này yếu tố tiên quyết tôi nói rồi thận trọng trong cái vấn đề mà chúng ta ra lệnh vào lệnh thận trọng trong quá trình chúng ta xuống tiền chúng ta đầu tư tôi vẫn nói là mọi người nếu chưa biết gì nạp cho một hai triệu thôi ở việt nam là 500 trăm ngàn là mua được cổ phiếu rồi không quan trọng gì cả mua thử để biết đặt lệnh như thế nào thậm chí có những người chưa biết đặt lệnh mua lệnh bán đấy kìa rồi chưa biết mở cái tài khoản làm sao chưa biết cái máy tính nó là cái quái gì cả chưa biết cái phần mềm giao dịch nó là gì mà cũng nghĩ đến việc đầu tư cái tinh thần của các bạn là tôi tôn trọng nhưng mà gì tôi cũng muốn mọi người là thận trọng bởi vì sao tiền rồi có nhiều người là bị lừa nạp vào mấy cái kênh đầu tư gọi là nói chung là không chính thống đó rồi mất tiền thì mới mới quay ra nhắn cho tôi bảo cầu cứu xong rồi này kia thì tôi bảo tại sao lúc đầu không thận trọng thôi thử mà đã gọi là chị cũng nghĩ vậy mà chị thử ví dụ vậy thử tại sao không thử ít tiền thôi thử 100 200 nghìn thôi mà đi thử một một vài ngàn đô đấy thì vài chục triệu bạc rồi thì còn gì gọi là thử nữa đúng không ạ chúng ta bỏ qua cái sự thận trọng bởi vì đôi khi là lòng tham đôi khi là sự bất cẩn nhưng mà rồi đôi khi là cái lòng tham của chúng ta hoặc là cái sự mà chúng nó thuyết phục quá chúng ta bị ngu ngây đi chúng ta lu mờ đi chúng ta bỏ quê qua cái sự thận trọng của bản thân đúng không ạ và cuối cùng chúng ta mất tiền nên tôi nói là yếu tố thận trọng, thận trọng trong đầu tư và thận trọng trong tất cả mọi việc trong đời sống xã hội chúng ta cũng đều phải thận trọng hết, đúng không ạ? Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ví dụ vậy, nó nghe nhiều, quan sát nhiều hơn chứ không phải là là cứ thấy cái gì hay hay là chúng ta nhảy vô đâu, xin lỗi không khó đâu, trên đời này không có cái gì dễ cả, thực tế là như vậy và đặc biệt là trong thị trường đầu tư, tôi nói rồi trong thị trường đầu tư cạm bẫy nhiều hơn là cái cơ hội rất là nhiều, cơ hội nó rất ít thôi nhưng mà cạm bẫy rất là nhiều hay nói đúng hơn là gì người ta hay nói vui bây giờ thì thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều đấy ta phải hết sức cẩn trọng cái yếu tố đó yếu tố gì nữa kỷ luật tuân thủ kỷ luật đúng không ạ tôi nói cái kỷ luật đây cái thuật ngữ kỷ luật nó rất là rộng lớn chứ không phải là kỷ luật nhỏ kỷ luật gì nếu chúng ta tham gia một cái đội nhóm thì cái kỷ luật của đội nhóm nó của cái nhóm đó chúng ta cũng phải tuân thủ đúng không ạ rồi kỷ luật gì những cái quy cái kỷ luật của chính bản thân chúng ta đặt ra hay là kỷ luật chúng ta khi vào lệnh lãi như thế nào thì chốt lỗ như thế nào thì cắt là phải tuân theo đằng này đôi khi chúng ta không đâu nhiều khi nghĩ là tôi tuân theo đấy nhưng mà thực chất là cái cảm xúc của chúng ta nó cứ thế nào không xử lý được cái vấn đề này đúng không đôi khi là tay nhanh hơn não luôn cho nên là tôi, tôi nghĩ là chúng ta phải tuân thủ và xem xét lại cái yếu tố kỷ luật cũng lại là một chữ k trong vấn đề mà quá trình chúng ta đầu tư chứng khoán nữa nên tôi nghĩ là anh chị lưu tâm là vấn đề này à, là tập trung vào kỷ luật thì chúng ta sẽ thành công đó và còn người nào vô tổ chức vô kỷ luật thì tôi nghĩ là rất khó tồn tại khó tồn tại trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày luôn kìa chứ đừng nói tham gia một cái thị trường đầu tư một thị trường mà nó nó cần cái sự trí tuệ cần cái sự đây kiên nhẫn này trải nghiệm này nó kỷ luật kiên trì chứ không phải không đúng không ạ rồi gì nữa chúng ta phải nhớ là gì cái điều kiện tiên quyết của chúng ta là phải tồn tại trước đã kiên trì là một chuyện nếu chúng ta không tồn tại được trên thị trường thì không bao giờ có chữ kiên trì không bao giờ có sự kiên nhẫn đúng không ạ bởi vì sao các anh chị không tồn tại được thì làm gì mà có sự kiên trì chúng ta chỉ một năm hai năm là chúng ta thua hết tiền chúng ta nghỉ mất rồi còn đâu nữa còn đâu ngồi được mấy chục năm như Warren đúng không thì đó cái yếu tố tiên quyết tôi nói rồi tôi nói với các bạn rồi cái yếu tố tiên quyết đầu tiên là gì chúng ta thận trọng thì chúng ta sẽ sẽ tồn tại được trên thị trường chúng ta sẽ giữ được tiền cho nên nhiều lúc mình nói vui thôi nói vui các bạn là gì trong thị trường cứ cứ giữ được tiền đã là thành công rồi đúng không kể cả trong một khi một thị trường nó đang giảm như điên nữa, mà tài khoản chúng ta không lỗ không mất tiền đã là thành công rồi đúng không hoặc là chúng ta phải tuân thủ kỷ luật là chúng ta cắt lỗ để chúng ta tồn tại trước đã còn vốn là còn tất cả chứ đừng có nghĩ là thôi mặc mặc kệ nó mới đầu lỗ 5 phần trăm không cắt lỗ 7 phần trăm không cắt lỗ 15 phần trăm cũng không cắt cái lỗ 30 phần trăm thôi kệ bà luôn quên đi luôn nó quên đi đến hồi này chúng ta chẳng còn gì cả thì đấy là một cái thực tế đúng không thì luôn luôn nhớ là tồn tại trước đã tồn tại trước thì nó mới gắn được cái sự kiên nhẫn thì nó mới có đủ kiên trì để nó đi hết cái quãng đường còn lại của quá trình chúng ta đầu tư đúng không ạ và gì kiên trì đúng không kiên trì tôi nói là kiên trì tới cùng đôi khi là chúng ta tôi nói trong thị trường hàng 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 trăm nghìn hàng nghìn cổ phiếu đúng không ạ chúng ta phải bỏ rất nhiều thời gian ra để mà chúng ta nghiên cứu đó chọn lọc cổ phiếu chọn lọc doanh nghiệp tốt chọn được rồi chúng ta phải phân tích doanh nghiệp phân tích ngành nghề theo dõi thị trường để tìm ra cổ phiếu tốt rồi tìm ra nó rồi để nó đó đưa vào theo dõi đúng không ạ Ờ, ta sẽ mua con này nhưng mua ở giá nào lại là một chuyện nữa đúng không lại phải chờ kiên nhẫn ngồi rình ngồi chờ nó về đúng cái giá mà gọi là chúng ta cảm thấy ổn nhất chúng ta mua vào rồi mua vào xong rồi lại phải kiên trì ngồi chờ nó lên được cái mức mà chúng ta lời chúng ta chốt lời nó đâu có đơn giản đâu đúng không ạ chứ không phải là chúng ta cứ nhảy vô như thị trường chứng khoán dễ kiếm tiền nhảy vô mua cái pặc ba ngày sau bán lời năm mười phần trăm không có đâu dễ như vậy chẳng còn ai nghèo nữa à, cái đấy là chúng ta phải nhớ cái chữ kiên trì kiên trì ở đây nó vừa là kiên trì để để tham gia vào cái thị trường này kiên trì bám trụ đến cái thị trường này tới cùng đúng không ạ và kiên trì trong quá trình chúng ta đầu tư vào từng cái mã cổ phiếu cụ thể chứ không có thể ăn ăn sổi ở thì ở cái thị trường này được nó đầu tư nó là một công việc mà hết sức khó khăn đúng không thậm chí nó phải hàng chục hàng trăm năm thì nó mới gia tăng cái tài sản được đó để mà chúng ta có thể hình dung được một cái câu chuyện như vậy đúng không ạ ở đây mình mở cho các bạn xem một cái hình đó, ở đây chúng ta xem cái hình này các bạn có hình dung đây là hình gì không ạ? Đây là cái hình nó tương quan với số tiền và số tuổi của ai? Của Warren Buffett. Các bạn hình dung câu chuyện đâu, ông ta đầu tư từ năm 14 tuổi với số vốn ban đầu 5.000 đô. Năm ông 15 tuổi ông mới lời được có 1.000 thôi, tất nhiên chúng ta tính cái tỷ suất lợi nhuận ra thì tôi không bàn nha. Đó, thì chúng ta mới thấy là năm 30 tuổi tức là từ năm mới mất 15 năm ông mới trở thành triệu phú thôi tức là có tiền triệu triệu đô nha gọi là có tiền triệu triệu đô trong tay đó đúng không ạ tức là mất 16 năm 16 17 năm và ông có tiền tỷ đô trong tay là lúc ông 56 tuổi tức là ông mất thêm 26 năm nữa các bạn hình dung câu chuyện đúng không ạ là từ cái triệu đô này nó lên tỷ đô đó và đến để bây giờ ông có năm mươi mấy tỷ tức là cũng chưa được 100 tỷ nữa đâu đúng không ạ thì ông mất thêm bao nhiêu năm? Từ 56 đến 83 các bạn đếm thêm mấy chục năm nữa? 33 năm nữa. 43 năm nữa. Các bạn thấy bao nhiêu xa, bao nhiêu lâu. Đúng không ạ? Thì cho nên là tôi nói rồi các anh chị đừng có nghĩ rằng chúng ta đầu tư chúng ta sẽ nhanh giàu lắm. Rồi các bạn nhìn thấy bảo sao ông tính như ông đầu tư mà ông giàu thế hay là những chuyên gia này chuyên gia là họ giàu như thế, họ đầu tư rất nhiều và đầu tư tôi nói thật những cái đầu tư đấy nó rất nhiều ý ha đầu tư về kiến thức đầu tư về kinh nghiệm đầu tư về chuyên môn đầu tư về tiền đầu tư về công sức vân vân đầu tư cái gì cũng phải đầu tư hết thì bao nhiêu lâu nó mới được như vậy chứ không phải chúng ta nói rồi cứ mua phát nhân hai nhân ba thì làm gì còn ai nghèo trên đời nữa cho nên chính vì vậy tôi nói với các anh chị khi ai đó dụ các anh chị rủ các anh chị đầu tư vào một kênh nào đó lời nhiều lắm lời nhanh lắm thì các anh chị tránh xa nó ra không có cái nào cả đúng không ạ chúng ta phải tính bằng vài chục năm cho nên nhiều lúc mình nói vui thôi bây giờ mình mua cổ phiếu là mình để cho con mình chứ còn đời của mình chắc gì nó đã tăng nói câu vui vui như vậy mà đó là một cái cách để chúng ta tư duy đúng không ạ ví dụ con mình giờ mới sinh chẳng hạn chúng ta mua cho nó đi lúc nó 18 tuổi thôi là 18 năm sau cổ phiếu nó như thế nào đúng không cùng với lãi kép cùng với cổ tức cùng với này kia nữa thì có thể nó là một số tiền khá khá dành cho nó chứ còn thời của mình bỏ mua xong rồi năm sau nhân đôi làm gì có tất nhiên là trên thị trường vẫn có những cổ phiếu như vậy nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng tìm ra mà tìm ra rồi chúng ta mua được rồi chắc gì chúng ta đã nắm được đến lúc nó nhân đôi hay lời hai ba mươi phần trăm đã cho ta chốt rồi đó là một cái thực tế Đó là cái cảm xúc của thị trường Đó là cái trải nghiệm của thị trường Mà chúng ta nên nắm và nên biết Để chúng ta có thể tham gia đầu tư được Thì đó là một số các cái ý mà Tôi chia sẻ với mọi người trong cái video ngày hôm nay Thì đấy chúng ta thấy rằng trong cái quá trình Mà chúng ta đầu tư Thì rất nhiều vấn đề Đúng không ạ Tôi chia sẻ thì cũng nhiều Giúp đỡ, hỗ trợ thì cũng khá nhiều Nhưng mà rồi cũng nhiều người ghét Phay của mình là nó cũng hack mất rồi mấy tháng nay không dùng phay thấy cuộc đời nó vẫn cứ phay phay chẳng vấn đề gì cả đúng không ạ cũng có tiếc là có một cái nhóm ở trên đấy cũng khá đông anh em theo nhưng mà giờ họ cứ xin vào rất nhiều nhưng mà chúng tôi không không có cách gì được đó, bây giờ lập cái nhóm telegram ra để hỗ trợ chia sẻ tin tức hàng ngày cho mọi người thì đó cũng hy vọng là nó cũng giúp được ai đó thì tôi 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 nói rất rõ rồi giúp được ai cái gì thì cứ giúp thôi không vấn đề không phải tiền bạc không phải suy nghĩ các bạn không phải lăn tăn gì không phải ai nấy gì cả cho nên các bạn cứ nhắn tin cho tôi là cứ mạnh dạn nhiều lúc hơi cùn cùn, nhiều lúc hơi nóng tính, nhiều lúc hơi la rầy này kia đó. Nhưng mà đôi lúc bình thường thì vẫn cứ sẽ trả lời mọi người, đúng không? Chẳng được gì đâu nhưng mà vẫn sẽ trả lời, vẫn sẽ hỗ trợ cho mọi người. gọi là hết tinh thần và hết trí khôn luôn để cho chúng ta có thể tham gia à, đầu tư một cách hiệu quả nhất trong cái thị trường này, đúng không ạ? Ngoài ra thì gần đây mình có lập một cái nhóm zalo để mình vừa chia sẻ vừa là quản trị vừa là hỗ trợ luôn. Đúng, giống như vừa là gọi là chia sẻ hay gọi là giống như là vừa bày cho các bạn cái cách thức mà chúng ta có thể học được rồi chúng ta tham gia chúng ta tích lũy kiến thức tích lũy thêm kinh nghiệm để mà chúng ta có thể đầu tư được và chúng ta cái nhóm này hiện tại có khoảng 250 người thôi cũng, cũng ít thôi đây là những anh chị mà mà chúng ta tham gia chung gọi là cái gì chúng ta đầu tư chung ở trên cái kênh bên bên cái công ty VPS này đó, tôi chọn VPS vì sao nó đang miễn phí giao dịch đó anh chị nào mà quan tâm mà muốn mở tài khoản ở VPS mà về chung nhóm của mình thì anh chị đăng ký vào cái link này cái link mình để phía dưới phần mô tả video và anh chị nhớ nữa là dưới phần mô tả video của mình là có đầy đủ các cái thông tin đặc biệt là số zalo của mình số điện thoại của mình để liên hệ các anh chị đừng có comment ở phía dưới tức là đừng có comment cái số điện thoại của anh chị ở phía dưới có nhiều anh chị cứ nhảy vô anh cho em vào zalo của anh với số điện thoại của em là thế này là thế kia các bạn up public cái số điện thoại của các bạn lên đấy thì sẽ rất là rắc rối sẽ có nhiều người gọi cho các bạn có thể là uh, tốt có thể là xấu tôi không biết nhưng mà các bạn public số lên là nó lộ hết rồi người ta gọi cho các bạn rất là phiền hà tôi để số của tôi lên cũng đã thấy phiền rồi cho nên là dưới phần mô tả của video có đầy đủ các thông tin nên anh chị nào chỉ cần nhấn vào chữ hiển thị thêm á nó ra đầy đủ hết luôn rồi chủ động gọi điện và nhắn tin cho tôi chứ còn đừng có comment cái số của anh chị lên đó rồi mấy uh, tôi nó vui thôi ví dụ người buôn bất động sản rồi người bán sim rồi cái này kia gọi tùm lum suốt ngày rồi rủ đầu tư cái này đầu tư cái kia ôi linh ta linh tinh mà tôi chẳng có cái nào thực tế trên nó cả đúng không ạ à, anh chị hết sức cẩn trọng như thế à, còn anh chị nào muốn tham gia thì có cái link để phía dưới đó À, chúng ta mở một cái tài khoản ở bên VPS chúng ta về giao dịch chung thôi bên này đang miễn phí thì anh em cứ nhảy vô thôi à, còn không thích thì thôi bình thường không sao cả vẫn cứ nhắn tin tôi vẫn trả lời đều đều không có vấn đề gì cả chúng ta không sợ gì cả à, thì đó là một số ý tôi chia sẻ với mọi người như vậy để chúng ta tham gia chúng ta đầu tư cho tốt từ cuối tuần à, chuẩn bị nghỉ lễ rồi chúng ta cũng có thêm một cái gì đó để chúng ta à, xem rồi chúng ta cũng hiểu được thêm về thị trường và sau này chúng ta về chúng ta tham gia vào chúng ta còn nói với người khác nữa chứ không phải là chúng ta cứ nhảy vô rồi ăn sợi ở thì và chúng ta cũng xác định luôn nếu xác định đây là một cái kênh để chúng ta đầu tư hiệu quả thì chúng ta đi theo à, chúng ta cũng phải kiên nhẫn phải kiên trì chứ không phải là chúng ta cứ nhảy vô ngày một ngày hai cứ nói em f không em vô một vài hôm em ra à, nghe câu đấy thì khá buồn cũng không muốn hỗ trợ luôn thực tế là như vậy đúng không còn ai mà tôi nói thật là kỳ vọng cái sự kỳ vọng của tôi là lớn kỳ vọng của tôi đối với từng người trong thị trường này đối với từng nhà đầu tư là lớn thì chúng ta cũng phải cố gắng ai cũng phải cố gắng hết mỗi người cố gắng một chút xíu Thị trường nó sẽ tốt hơn, à, nó, nó sẽ minh bạch hơn. Đó, thì một số ý tôi chia sẻ trong video hôm nay như vậy. À, chúc các anh chị à, cuối tuần à, vui vẻ. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.